Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Cơ nghiệp không kiếm được, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Ê-phê-sô chương 1 từ câu 3 đến câu 14. Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài. Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài để ca ngợi ân điển vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong con yêu dấu của Ngài. Vì trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài, là ân điển mà Ngài ban cho chúng ta một cách dư dật. Với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu, Ngài khiến chúng ta biết được sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn trong Đấng Christ, để đến thời viên mãn, theo kế hoạch, Ngài quy tụ muôn vật lại trong Đấng Christ, cả những vật trên trời và dưới đất. Cũng trong Ngài, chúng ta được chọn làm người thừa hưởng cơ nghiệp được định sẵn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, Đấng hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài muốn, để chúng ta, những người đầu tiên đặt hy vọng trong Đấng Christ, ca ngợi vinh quang của Ngài. Trong Ngài, anh em là người đã nghe lời chân lý, là tin lành mà anh em được cứu rỗi. Cũng trong Ngài, anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa. Đấng ấy là bảo chứng của cơ nghiệp chúng ta cho đến khi những người thuộc về Ngài nhận được sự cứu chuộc để ca ngợi vinh quang của Ngài. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Ê-phê-sô chương 1 câu 5. Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài. Đặt chiếc khăn ăn lên bàn ở nhà hàng, tôi nói: Con cảm ơn bố về bữa tối. Về nhà trong kỳ nghỉ ở trường đại học và sau khi xa nhà một thời gian, tôi cảm thấy không quen khi bố mẹ trả tiền cho tôi. Bố tôi trả lời: Không có chi, Julie. Nhưng con không cần phải lúc nào cũng cảm ơn bố. Bố biết con đã tự lập một mình, nhưng con vẫn là con gái của bố và là một thành viên trong gia đình. Tôi mỉm cười: Cảm ơn bố. Trong gia đình, tôi chưa làm điều gì để có được tình yêu của bố mẹ hay những gì bố mẹ làm cho tôi. Nhưng điều bố nói nhắc nhở tôi rằng tôi chưa làm điều gì để xứng đáng trở thành một thành viên trong gia đình của Chúa. Trong sách Ê-phê-sô, Phao-lô nói với các độc giả rằng Chúa đã chọn họ để được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài hoặc không chút vết nhơ trước mặt Ngài. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra nhờ Chúa Giê-xu. Trong Ngài, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài. Chúng ta không cần phải làm gì để có được ân điển, sự tha thứ hay được bước vào gia đình của Ngài. Chúng ta chỉ đơn giản nhận lấy món quà vô giá của Ngài. Khi dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu, chúng ta trở thành con cái của Chúa, có nghĩa là chúng ta nhận được sự sống đời đời và có một di sản đang chờ đợi chúng ta trên thiên đàng. Hãy cảm ơn Chúa đã ban món quà tuyệt vời như vậy. Bạn thường cảm thấy hoặc hành động như thể bạn phải nỗ lực để có được tình yêu của Chúa thế nào? Bạn sẽ tập sống trong tình yêu vô điều kiện của Ngài ra sao? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện, lạy Chúa thành tín. Cảm ơn Ngài đã sẵn sàng hy sinh con Ngài để con được ở trong gia đình Ngài. Xin giúp con tôn vinh Ngài vì tất cả mọi điều Ngài làm cho con. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ lời sống hàng ngày.